chứ. Con chị ăn à? Con mình vét cá. Dạ. Bố hộ con vét cá. Ôi giời, xít ra đâm đầu. Thank you.
Vâng, kéo đi. Đấy. Con lấy cá. Ôi giời. Wow. Ôi. Ôi. Đấy, cái này dài mà coi đấy. Cái này da lắm. Con này bé quá. Thả. Đi vào con rồi. Lấy về đi. Con ra hô bên tranh thay hết là những thầy tố ép thật tố kia không? Ăn chui thôi. Toàn chơi thôi. Chết không ngỏ lấy của ông Du thả thôi. Thế á? Chết thả xuống. Rô này rô rô rô. Không ngỏ mua thôi. Cái con này. Cái con nào. Thả. Thôi rồi thế thôi. Để đi. Để lên lên đi. Ui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ba con. Cho đồ xuống chiếc cơ. Cho đồ xuống chiếc này. Chơi nhỉ. Dám thử chơi. Chơi á. Ừ. Cái 70 cân. 70 cân.
Chấm đi, chấm ngon thôi. Chấm bao nhiêu ấy? Chấm này 70 thôi. Em bán đi. Thế thì múc 2 con đi. Lấy cho con chơi đi. Đúng rồi, con chơi. Lấy con chơi này đây rồi. Em nhận chị Nhúc. Em nhận chị Nhúc rồi. Em thấy chị Nhúc là con nhỉ? Nhưng mà vẫn thích ăn cá trôi hơn, nói thật là thế. Mà trôi nó nhiều tương dâm. Nhưng mà nó ngon nhiều. Ba tầng ở đây còn gì làm? 1,7 cân. Bà mà bố tôi đi mà đi giáo nó làm gì?